Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh được tử vi thật là vui mừng khi được gặp lại cô bác anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác anh chị. Chúc Tết xuân nay khắp mọi nhà mừng thọ ông bà với mẹ cha, năm cũ vừa qua xin cầu chúc mới trọn tình xuân đẹp đậm đà, vạn phúc lành thay duyên vừa đủ, sự nghiệp danh đề mãi thiên thu, như trên giao hộ cho con cháu, ý nguyện trời ban đến tuổi già. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động giới tử vi đúng 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch, tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Hợp vía thần tài, làm ăn đắc thắng, trúng số độc đắc, tiền bạc kéo về như thác lũ, giàu có hết phần thiên hạ. Quý vị thân mến, cuộc đời là một trường học lớn, chúng ta thường cảm thấy khổ sở và khó nhọc khi đối diện với những nỗi đau trong cuộc sống, những nghịch cảnh, những khổ đau, nhưng với kẻ trí khổ đau là một loại phước trá hình, giúp cho ta mở mắt tỉnh mộng trưởng thành và vững chãi hơn, biết thương đời hơn, vì thế khi đối mặt với khó khăn, hãy xem đó là cơ hội để khám phá chính mình. Bạn đừng vội nản chí, mỗi lần vượt qua mọi khó khăn, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Sau cùng, khó khăn gian khổ sẽ đem lại cho mỗi người một tài sản vô giá. Đó là sự trưởng thành và trải nghiệm. Nếu luôn cố gắng và nỗ lực từng ngày thì chắc chắn ông trời sẽ chẳng để cho bạn phải chịu thiệt. Mới đây nhất khi xem tử vi 12 con giáp, khi bước vào năm 2024, các bậc thầy tử vi đã đặc biệt hé lộ về vận mệnh của tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Trong 4 tháng đầu năm 2024 này, thời gian này sẽ là một bước đột phá ngoạn mục, mọi sự đều hanh thông và thuận lợi hơn thời gian trước rất nhiều. Vậy, vận trình tử vi chi tiết của tuổi Canh Thân sẽ diễn ra như thế nào? Những cơ hội và vận may gì đang chờ đón bản mệnh ở phía trước? Quý vị hãy cùng đi vào nội dung chi tiết dưới đây của Minh Đường Tử Vi nhé! Quý vị tuổi Canh Thân thân mến, năm 2024 tương ứng với năm Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa. Ngũ hành của năm có mối quan hệ với tương sinh mệnh mộc của tuổi Canh Thân, như vậy là cát lợi, can canh tương xung với giáp, địa chi thân tam hợp với thìn. Năm 2024, tử vi của tuổi Canh Thân có hợp, có xung, nhiều cơ hội nhưng cũng có thử thách. Điều quan trọng nhất là mệnh chủ phải giữ vững tâm thế bình thản. Thắng không kiêu, bại không nản thì mới có thể đưa ra quyết định sáng suốt trong mọi tình huống. Những gian truân trong cuộc sống là thử thách đối với bản lĩnh và lòng quyết tâm của Canh Thân. Sinh năm 1980, một khi vượt qua được giai đoạn khó khăn, mệnh chủ sẽ gặt hái được thành quả ngọt ngào, sự nghiệp càng thêm vững vàng. Những người tuổi Canh Thân đều có đức tính chăm chỉ chịu khó, một khi làm một việc gì đó, họ thường lên kế hoạch một cách tỉ mỉ nhất rồi mới tiến hành, chứ không hấp tấp vội vàng. Bởi vậy, thông thường những người tuổi Khỉ khá thành công và thành công khá sớm. Canh Thân sinh năm 1980 là người có đức tính chịu khó chăm chỉ, họ có vốn kiến thức sâu rộng, chính là nhờ vào trí thông minh bẩm sinh và tinh thần hiếu học của mình. Trước khi làm một việc gì đó, Canh Thân thường lên kế hoạch tỉ mỉ chu đáo, rồi mới dựa theo đó mà thực hiện từng bước. Vì vậy, sự thành công đến với họ rất chậm rãi nhưng chắc chắn. Bản chất của tuổi Canh Thân là những người nhanh nhạy tinh khôn, có sở thích đi chơi, khám phá và bắt chước người khác. Đây là kiểu người đặc biệt thích những sôi động, môi trường hoạt náo vui tươi. Những điều đó chính là nguồn động lực mà họ cần trong cuộc sống. Và ngược lại, họ cũng là người luôn đem lại tiếng cười, nguồn năng lượng tích cực đến cho người khác. 4 tháng đầu năm được cho là giai đoạn vô cùng quan trọng trong năm 2024 Giáp Thìn này. Để vận trình thêm phần hanh thông thuận lợi hơn, thì quý anh chị hãy cùng lắng nghe đôi lời nhắc mệnh dưới đây của Minh Đường Tử Vi nhé. Thứ nhất, về công việc sự nghiệp. Tuổi Canh Thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp vào năm 2024 này do có cát tinh phù trợ. Con giáp này hãy tự tin rằng, chỉ cần bạn nghiêm túc làm việc, bỏ công bỏ sức ra thì chắc chắn thu được kết quả xứng đáng. Tam hợp xuất hiện là dấu hiệu cho thấy, năm nay bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, nên đi đến đâu cũng được người giúp đỡ.
Thậm chí bạn còn được quý nhân giới thiệu cho những cơ hội việc làm quý giá hoặc những cơ hội để học tập, bồi dưỡng thêm kỹ năng, kiến thức để áp dụng vào công việc sau này. Do đó bản mệnh không nên ngại khó khăn vất vả nhất thời nếu như vừa phải làm vừa phải học. Chỉ cần bạn quyết tâm bỏ thời gian và công sức thì bạn sẽ tiến nhanh hơn người khác và sớm ngày gặt hái được thành quả. Chính quan cho thấy vận trình công danh sự nghiệp của bạn cũng sẽ phát triển nhanh chóng trong khoảng thời gian này. Vì thế, dù mới chân ướt chân ráo bước vào một lĩnh vực nào đó, hoặc là người đã có kinh nghiệm, bạn cũng đừng ngại nêu lên ý kiến, quan điểm của mình. Có thể những đóng góp của bạn sẽ giúp cho tập thể tìm ra hướng đi mới, đạt được những bước phát triển mới. Còn chính bạn cũng khẳng định được vị thế của bản thân, người làm lãnh đạo nhận được sự tin phục của nhiều người. Cát tinh long chỉ cũng giúp cho con đường học hành thi cử của con giáp này phát triển thuận lợi hơn. Người chăm chỉ ôn luyện, tự tin vào vốn kiến thức của bản thân, có thể phát huy đúng phong độ của mình. Vì thế đỗ vào vị trí mà mình mong muốn. Tuy nhiên dù được nhiều yếu tố thuận lợi nâng đỡ, người tuổi canh thân cũng chớ nên lơ là sơ suất, kẻo những sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Năm 2024 vẫn chịu tác động của hạn tam tai, bản mệnh cần chú ý hơn trong cách hành xử. Dù có thành công cũng không được tỏ vẻ kiêu ngạo, coi thường người khác, dễ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt và tìm cách hãm hại. Đối với các dự án quan trọng, bạn cần suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay vào làm. Đồng thời, một khi đã làm gì thì cần cố gắng làm đến cùng, tránh bỏ dở giữa chừng, kẻo công lao cuối cùng biến thành công cốc, không thu được bất cứ thành quả gì. Thứ hai, về tình hình tài chính. Tử vi tuổi canh thân năm 2024 nhận định vận trình tài lộc của đương số khá sáng nhờ có sự nâng đỡ của cục diện tam hợp. Nhiều hạng mục công việc của bản mệnh đạt được kết quả cao, hứa hẹn không chỉ tiền bạc chảy về túi mà còn có cơ hội được cất nhắc thăng chức, tăng lương, mở rộng quy mô làm ăn. Với người làm công ăn lương, năm này bạn đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho tập thể, giúp mọi người tìm ra hướng đi mới, tiết kiệm thời gian, công sức mà có thể thu về nhiều khoản lời lãi hơn. Chính vì thế bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự tôn trọng của đồng nghiệp. Các khoản hoa hồng, thưởng nóng là không thể thiếu, thậm chí một số người còn được chạm tay vào cơ hội tăng lương trong năm. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được xu thế của thị trường nên dễ đi tắt đón đầu, thu hút được ngày càng nhiều những khách hàng mới. Dù phải bận rộn luôn chân, luôn tay, song bạn thu về khoản lời lãi khả quan, thậm chí nhiều hơn cả dự tính. Nếu có dự định đầu tư thêm các hạng mục mới hoặc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh thì bạn cũng có thể tiến hành ngay trong năm. Cát tinh long chỉ đem tới cho bạn nhiều đối tác, bạn hàng đáng tin cậy. Cùng với quý nhân sẽ giới thiệu cho bạn thêm những cơ hội quý giá, nhiều trợ lực lớn lao, khiến bạn làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ. Thêm vào đó, thiên tài còn hứa hẹn những cơ hội phát tài đến, khi những mối đầu tư tưởng nằm im trước đó thì bỗng nhiên thu được lợi nhuận. Một số người còn dễ trúng thưởng khi tham gia những trò chơi bốc thăm may mắn. Cầm khoản tiền này trong tay, bạn nên có cách tiêu tiết kiệm và đầu tư hợp lý để tiếp tục sinh lời. Còn nếu tiêu xài hoang phí thì dù có giàu có đến mấy, bạn cũng nhanh chóng cháy túi, thậm chí phải vay mượn người khác mà thôi. Thứ ba, về tình cảm gia đạo. Theo tử vi tuổi canh thân năm 2024, phương diện tình duyên khởi sắc theo chiều hướng tốt đẹp, bạn có cách hành xử, nói năng phù hợp trong những tình huống khác nhau thì dễ được mọi người yêu mến, gia đạo yên ổn. Một số cặp đôi có thể đón tin vui con cái trong năm. Do có quý nhân tam hợp thúc đẩy nhân duyên tốt, đào hoa vượng, người độc thân dễ được bạn bè, người thân giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Bạn cũng dần cởi mở hơn trong việc giao lưu gặp gỡ bạn bè mới, nên cơ hội tìm ra người phù hợp là rất cao. Đương số hãy tự tin là chính mình, đồng thời chú ý cách hành xử linh hoạt tinh tế trong nhiều tình huống khác nhau, thì ắt lọt vào mắt xanh của người khác giới, bạn không cần quá cố gắng. Cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông, hơn nữa những thành tích xuất sắc của bạn trong sự nghiệp cũng dễ khiến bạn trở thành ngôi sao sáng trong tập thể. Nhiều đồng nghiệp có thể chủ động tìm cách tiếp cận, làm quen bạn trong năm nay. Sự lựa chọn hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn, quan trọng là bạn cần có cách nhìn người chuẩn xác để cho người chân thành với mình cơ hội mà thôi. Với người đã có đôi có cặp, bản mệnh đã biết đặt mình vào vị trí của nửa kia nên mối quan hệ vợ chồng nhìn chung là hài hòa. Hai người biết nhường nhịn nhau và cùng trao đổi tìm ra cách giải quyết những vấn đề hệ trọng. Tuy nhiên, tuổi canh thân trở nên nổi bật trong năm này cũng kéo theo nhiều đào hoa xấu xuất hiện. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình thì bản mệnh nên chủ động giữ khoảng cách phù hợp với mọi người xung quanh, đừng để mình vướng vào những mối quan hệ mập mờ với người khác. Chỉ cần bạn buông thả bản thân một chút thôi cũng dễ dính phải những lời bàn ra tán vào tai tiếng, khiến cho những người thân thiết nhất với mình phải tổn thương và thất vọng. Thứ tư, về tình hình sức khỏe. Tuổi canh thân không gặp vấn đề nào quá lớn trên phương diện sức khỏe trong năm này, nhờ duy trì được tinh thần lạc quan tích cực,
mà sức khỏe thể chất của bạn cũng có những dấu hiệu cải thiện nhất định, giúp bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, đừng vì công việc bận rộn mà lơ là vấn đề nghỉ ngơi, sinh hoạt khoa học, bản mệnh ăn ngủ đúng giờ, làm việc kết hợp với nghỉ ngơi rèn luyện sức khỏe thì mới đủ tỉnh táo và minh mẫn để hoàn thành công việc. Khi gặp quá nhiều sự căng thẳng, bạn cũng đừng ngại tâm sự với những người đáng tin cậy để thấy nhẹ nhõm hơn, đối phương không những có thể lắng nghe, mà thậm chí có thể bất ngờ trở thành quý nhân của bạn, giới thiệu cho bạn những hướng đi mới để thoát khỏi khó khăn. Tiếp theo là dự đoán vận trình tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm 2024 của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 để bản mệnh đoán định trước vận cát hung mà có hướng đi chính xác nhất. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng 1 tuổi Canh Thân âm lịch, cục diện cát lành trong tháng mới cho thấy những cơ hội phát triển sẽ đến với con giáp này. Dù hiện tại đang theo đuổi lĩnh vực nào hay đang ở vị trí nào, bạn cũng đều có sự may mắn để đạt được mục tiêu của mình. Phương diện sự nghiệp của tuổi Canh Thân được dự báo có nhiều bước tiến triển lớn. Một khi đã dốc toàn tâm toàn lực, quyết tâm theo đuổi mục tiêu thì ắt sẽ thu được quả ngọt. Cục diện tam hợp cát lành xuất hiện trong tháng này mở ra những cơ hội phát triển thăng tiến, dù sẽ có nhiều việc phải làm hơn ở thời điểm này. Nhưng tinh thần của bạn luôn sẵn sàng, chủ động nhận việc chứ không hề trốn tránh. Bản mệnh làm việc miệt mài, bất kể thời gian để chuyên tâm đạt được mục tiêu đã đề ra. Tháng này bạn có phần mạo hiểm hơn, chấp nhận đương đầu với thử thách để tìm ra cơ hội thành công lớn hơn. Rất may là vận khí đang ủng hộ bạn mưu đại sự, bạn đang đi đúng hướng rồi đấy. Bạn cũng đang được cấp trên nâng đỡ tạo thêm nhiều điều kiện để phát huy thế mạnh, cũng bởi có thể tìm ra được cơ hội thăng tiến và những thành quả mà mình có thể nhận được. Sau khi chạm tay tới cái đích trước mắt, Canh Thân càng thêm hăng say cống hiến, bạn đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích cho tập thể, tài năng và địa vị nhờ đó lại càng thêm được khẳng định. Ngoài tinh thần làm việc hăng hái, thì bản mệnh cũng rất cầu tiến ham học hỏi, nên khả năng chuyên môn và nghiệp vụ sẽ được tăng cường, điều này rất tốt cho chặng đường phát triển trong tương lai. Chẳng những vậy, tháng 1 âm lịch này, vận quý nhân của tuổi Canh Thân cũng khá vượng, các tinh hữu bật tượng trưng cho sự nâng đỡ, các mối quan hệ xã giao ngày càng hài hòa. Dù làm bất cứ việc gì, bạn cũng có thể thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt. Bởi vậy, nếu đang ấp ủ kế hoạch hay dự định nào quan trọng, bạn có thể mạnh dạn tiến hành. Tỷ lệ thành công khá cao, kể cả khi chưa thu được kết quả đúng với mong muốn ban đầu, bạn cũng có thêm kinh nghiệm cho những lần tiếp theo, đảm bảo lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn thế. Lưu ý nhỏ là tháng này có hung tinh Bạch Hổ rình rập, mức độ ảnh hưởng nặng nhẹ tùy thuộc vào mỗi người. Rất cần có sự thận trọng chắc chắn và một thái độ khiêm tốn để không vướng vào thị phi, tiểu nhân. Trong tháng này, tài lộc của tuổi Canh Thân có tài tinh thiên tài chiếu mệnh, lại thêm tam hợp thái tuế nâng đỡ, các kế hoạch kiếm tiền diễn ra xô sẻ, có nhiều khoản thu vào. Với người làm công ăn lương công việc tiến triển thuận lợi nên tài vận cũng theo đó mà khởi sắc, thời điểm này thứ tài dồi dào, nhất là vào giai đoạn cuối tháng. Bản mệnh đón không ít tin vui về thu nhập hiện có, đó có thể là một khoản thưởng nóng nào đó, cũng có thể là doanh thu vượt mức hoặc một khả năng được ai đó hoàn trả. Người kinh doanh buôn bán cũng có cơ hội hốt vàng hốt bạc từ chính sự mạnh dạn và nhạy bén với thời cuộc của mình. Cái duyên làm ăn của con giáp này lại càng có cơ hội được thể hiện trong tháng 1 âm lịch này. Các mối quan hệ trong tháng rất hài hòa, bạn cũng có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh. Gặp đúng thời, đúng người nên tiền tài nảy nở là điều tất yếu. Chỉ cần biết tận dụng triệt đẩy các mối quan hệ xã giao, thì việc đầu tư sẽ cực kỳ sáng sủa. Nếu có ý định mở rộng công việc thì nên tiến hành vì tỷ lệ thành công khá cao. Tháng này nguyệt lệnh lâm đất bệnh, báo hiệu sức khỏe của tuổi Canh Thân có dấu hiệu suy sụp khá rõ. Một vài triệu chứng bất thường xuất hiện cho thấy, bạn không nên tiếp tục chủ quan với cơ thể của mình. Bạn có thể thường xuyên cảm thấy mệt mỏi suy nhược, nguyên nhân chủ yếu do thời gian qua bạn có phần chủ quan và bỏ bê không chăm sóc cho cơ thể cẩn thận. Công việc bận rộn khiến bạn bị cuốn đi, ăn uống ngủ nghỉ thất thường. Ngoài ra tháng này, Canh Thân còn chịu ảnh hưởng từ hung tinh Bạch Hổ, cần chú ý đề phòng bị thương tật ở chân tay do té ngã hoặc va chạm xe cộ. Khi tham gia giao thông cần phải tỉnh táo, giữ khoảng cách an toàn, kẻo sơ suất xảy ra tai nạn dễ dẫn tới thương tật. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 3 đến mùng 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 2 tuổi Canh Thân âm lịch cho thấy, tháng mới báo hiệu khá nhiều tin tích cực về phương diện tình duyên của người tuổi Canh Thân. Được nhiều các tinh chủ về nhân duyên chế mệnh, dù là người độc thân hay người đã có đôi, đều hứa hẹn nhiều cung bậc cảm xúc ngọt ngào trong tháng này.
Tuổi Canh Thân có một tháng khá trôi chảy ở phương diện công việc, rất nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt con giáp này, hãy nhanh tay nắm bắt để giành được lợi thế về phía mình nhé. Sao Thiên Vu cao chiếu, tinh thần làm việc trong tháng của tuổi cũng được nâng cao, vì thế mà hiệu suất công việc cũng tăng mạnh, bản mệnh có thể củng cố tài năng. Địa vị, con đường thăng tiến rộng mở chào đón bạn, cát tinh này cũng sẽ giúp cho tuổi Canh Thân được giao cho nhiều trọng trách trong tập thể, nhờ sự tài trí và nhanh nhẹn của mình. Với sự nỗ lực của chính mình, bạn cũng sẽ có được thành công xứng đáng. Mọi việc hanh thông cũng khiến cho con giáp này có suy nghĩ muốn mạo hiểm, chủ động chọn đương đầu với thử thách để từ đó tìm ra mục tiêu lớn hơn. Bạn đang đi đúng hướng, hãy cứ tự tin vào năng lực và lựa chọn của bản thân mình nhé. Các mối quan hệ xã giao cũng ngày càng được củng cố, như nguyệt lệnh lâm mộc dục mở ra nhiều mối nhân duyên tốt lành. Tuổi Canh Thân có thể tận dụng điều này để mở rộng cơ hội hợp tác tìm kiếm quý nhân cho mình. Bản mệnh vốn khéo léo nên việc này không quá khó. Cần lưu ý, con giáp này có nhiều cơ hội để khẳng định năng lực, nhưng đồng thời đôi khi để cái tôi lên quá cao, không chịu lắng nghe, hay tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, có thể tự gây bất lợi cho bản thân. Việc xã giao đang trên đà tốt đẹp, đường việc cách hành xử thiếu tinh tế của mình mà phá hỏng tất cả, bạn càng được mọi người yêu mến, công việc sẽ càng suôn sẻ, khó khăn sẽ được giúp đỡ nhiệt tình. Đặc biệt, có chính tài che chở, thu nhập trong tháng chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Thời điểm này, bản mệnh tốt nhất nên tập trung làm cho tốt công việc của chính mình. Đừng có đứng núi này trông núi nọ hay kiêm nhiệm quá nhiều việc cùng lúc khác nhau. Canh Thân nên nhớ, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Hãy nghiêm túc làm tốt công việc đem lại thu nhập chính cho bạn, bởi đó chính là cần câu cơm, sẽ giúp nuôi sống bạn và gia đình. Việc làm ăn ngày càng hanh thông, buôn bán có bạn bè hỗ trợ nhau nên mọi thứ đều khá trôi chảy, hàng hóa ít có tình trạng tồn kho. Nhập đến đâu bán hết đến đấy, một số người quyết định mở rộng quy mô cũng khá suôn sẻ, ngay từ bước đầu đã có lợi nhuận thu về khả quan. Trong khi đó, đối tác làm ăn cũng đều là người sòng phẳng và đáng tin cậy, đôi bên có thể hợp tác lâu dài. Tuy nhiên, vận trình đang thuận lợi, bạn cũng không nên đầu tư mạnh vào các hạng mục mạo hiểm hoặc lãi suất cao kẻo vướng vào rủi ro khó tránh. Đặc biệt, nên tránh xa cờ bạc đỏ đen, kẻo tiền mất tật mang. Bước sang tháng mới nhờ được nhiều cát tinh hỗ trợ, nhìn chung phương diện sức khỏe của tuổi Canh Thân khá bình ổn, không gặp vấn đề nào nghiêm trọng. Bản mệnh là người chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, luôn chú trọng chăm sóc cho cơ thể nên ít bị ốm đau bệnh tật, hãy cố gắng phát huy tinh thần này ở các tháng sau này nhé. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, đừng ham hố công việc quá mức tới quên ăn, quên ngủ, khiến sức khỏe đề kháng giảm sút dễ sinh bệnh. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng, tuổi Canh Thân không lường trước hết được những điều đang chờ đón họ ở phía trước, vì thế dù thế nào cũng phải thận trọng. Cho dù bản mệnh là người cẩn thận, luôn lên kế hoạch cho mọi việc, nhưng cũng cần nhớ rằng luôn có những sự cố khó lường có thể xảy ra. Trong tháng này, cục diện thiên quan ngăn trở con đường công danh của con giáp tuổi Canh Thân, thậm chí có những lĩnh vực bạn vô cùng tự tin, nhưng nay cũng xuất hiện những cản trở nhất định mà bạn không thể tìm ra nguyên nhân do đâu, vì ai đang làm lãnh đạo không được lòng mọi người, dường như bạn có cảm giác mình không có uy quyền gì trong mắt họ cả. Thực ra là bạn đang đi sai hướng từ lâu mà không nhận ra, bạn đừng chỉ dùng mệnh lệnh, quy định cứng nhắc để điều khiển người khác, chỉ khi bạn ân cần, thấu hiểu mọi người thì họ mới tự nguyện làm theo những hướng dẫn của bạn. Có thể cái tôi của bạn quá cao nên bạn không đủ nhạy cảm và thấu hiểu người khác. Thời gian này bạn cần học hỏi nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, nghe lời khuyên từ người có kinh nghiệm để sớm có thể chỉnh sửa lỗi lầm, cải thiện bản thân tốt hơn. Ai đang theo đuổi học hành, lúc này có thể gặp một số rào cản và khó khăn trong việc học tập nghiên cứu, nhưng nỗ lực sẽ giúp đem lại những kết quả tốt, nhưng chưa phải là ngay bây giờ. Xem tử vi tháng 3 tuổi Canh Thân âm lịch, một số người tuổi Canh Thân tìm thấy cơ hội kiếm tiền trong đúng lúc mọi thứ đang trở nên khó khăn. Đối với bạn cũng như với những người xung quanh, số đó là cơ hội phát tài nhỏ bằng chứng năng lực của mình thôi, thì cũng phải trân trọng nhé bản mệnh. Lục bạch gặp nhị hắc cho thấy, việc làm ăn thuận lợi nhưng đó không phải là cơ hội quá lớn hoặc có thể giúp bạn đổi đời, do đó bạn cứ từ tốn thực hiện rồi sẽ có thành quả sớm thôi. Đây là thời gian mà một số cơ hội kiếm tiền sẽ hấp dẫn tìm đến với bạn, hãy sẵn sàng để nắm bắt lấy nó và thực hiện lấy nó. Đừng để cho những rối ren xung quanh kéo lùi bạn lại, dù là việc này tích lũy được một số tiền nho nhỏ, nhưng chúng sẽ mang lại cho bạn cảm giác an toàn tự tin hơn. Những ai kiên trì với thói quen tiết kiệm sẽ nhận ra rõ ràng lợi ích của nó trong thời điểm khó khăn, khủng hoảng như hiện tại. Thậm chí dù có bị thất nghiệp tạm thời, bạn cũng có chút tiền để xoay sở cuộc sống trong thời gian tìm việc mới.
Xem tử vi cho biết, thiên cầu hung tinh gái thăm con giáp tuổi Canh Thân sẽ liên tục phải đối mặt với những việc bất thường, cảm thấy đau đầu chóng mặt không biết nên xử lý như thế nào. Đó là tác nhân khiến sức khỏe của bản mệnh giảm sút rõ rệt, biểu hiện là những đêm thao thức mất ngủ, trong lòng không yên, thậm chí có người thức tới sáng. Và lúc đi làm thì khó tập trung, vì ngáp ngắn ngáp dài, vì buồn ngủ. Điều mà bạn cần lưu ý đó là sắp xếp công việc xong sớm để được nghỉ ngơi. Khi lên giường đi ngủ thì không nên sử dụng điện thoại nữa. Ngoài ra, bạn có thể thiền trước khi ngủ hoặc đọc một cuốn sách nhẹ nhàng, du tâm hồn được thư thái, dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Tử vi tháng 4 năm âm lịch, tức từ ngày mùng 8 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng 4 tuổi Canh Thân âm lịch, đây là tháng cần nhiều hơn sự quyết tâm và nghiêm túc của con giáp này. Để có thể tận dụng vận may mà bạn đang có, bước chuyển mình vào tháng mới sẽ là cơ hội mà tuổi Canh Thân nên nắm bắt và phát huy tối đa khả năng của mình. Trong tháng có nhiều các tinh chủ về công danh chiếu mệnh, bạn sẽ cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. Khối lượng công việc tăng nhanh, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt thăng tiến cao. Ngay từ đầu tháng, bạn có thể cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. Người tuổi này sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo và cũng là tháng đạt được phong độ cao nhất. Một số ý tưởng đề xuất của bạn sẽ được đặc biệt đón nhận và giành được cảm tình và đánh giá cao của những người xung quanh. Tháng 4 âm lịch này cũng sẽ có nhiều biến động do sự gia tăng về khối lượng công việc, do đôi khi có thể bị quá tải một chút, nhưng chỉ cần sắp xếp khéo léo, làm gì cũng theo đúng quy trình thứ tự, đổi lại bạn sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt thăng tiến cao trong dịp cuối năm. Đặc biệt, có nguyệt lệnh lâm đất quan ủng hộ, tháng này bản mệnh còn có điềm báo tham gia những buổi chuyên tu đào tạo bồi dưỡng, hội họp quan trọng, rất có lợi để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn. Những cơ hội được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp như vậy không phải lúc nào cũng sẵn có, thân nên tranh thủ để tích lũy được nhiều kỹ năng và kiến thức. Hãy chịu khó học hỏi trau dồi, chắc chắn sẽ tới lúc bạn có thể vận dụng và sử dụng nhanh chóng các kiến thức này vào cuộc sống. Những bạn đang trong quá trình tìm kiếm môi trường mới, chinh phục lĩnh vực mới cũng hoàn toàn có thể thử sức, vì đây là thời điểm vàng bạn nhận ra năng lực tiềm ẩn của chính mình. Tam hội cục còn mang tới vận quý nhân âm thầm giúp đỡ, hãy cứ mạnh dạn hiện thực hóa ước mơ của mình. Nhìn chung đây sẽ là tháng cần nhiều hơn sự quyết đoán và nghiêm túc của con giáp này để có thể tận dụng vận may mà bạn đang có. Mọi sự nỗ lực được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng, dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được. Theo tử vi tháng 4 của 12 con giáp âm lịch, thuận đà công việc hanh thông, đường tài lộc của tuổi Canh Thân cũng có khá nhiều điểm sáng trong tháng này, có tam hội cục, lại thêm nguyệt lệnh lâm quan chống lưng, tài chính gần như không còn là nỗi lo với con giáp này, dù là người làm công việc cố định hay kinh doanh thì đều có nguồn thu rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, tháng này lương và thưởng đều có xu hướng tăng, bản mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra đều thu được thành quả xứng đáng. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số lý lẽ thuyết phục, tỷ lệ thành công rất cao. Người buôn bán cũng sẽ hứa hẹn gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, các hợp đồng được ký kết tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Con giáp này luôn ý thức được việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ không nề hà bất kỳ điều gì, nên nguồn thu của bạn cũng khá đa dạng, lớn nhỏ đều có cả, thu nhập tăng tiến. Nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả, chạy đôn, chạy đáo nhiều nơi để lo việc làm ăn do dịch mã động tinh nhập mệnh, có nhiều vấn đề cần bạn đích thân đứng ra xử lý. Dù phải đi xa, nhưng nếu là cần thiết thì cũng chớ nên giao phó cho ai khác, kẻo đối phương làm qua loa hời hợt, vừa tốn công sức, lại vừa dễ hỏng việc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên có cách quản lý tiền bạc rõ ràng để giúp hạn chế việc chi tiêu tùy hứng. Con giáp này vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy cần phải học cách tiết kiệm, bản mệnh thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Công việc bận rộn cũng thường mải mê với những mối làm ăn để cải thiện thu nhập. Nhưng không vì thế mà Canh Thân bỏ bê sao nhãng các mối quan hệ tình cảm của mình, nhờ việc biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Được tam hội cục che chở, đây là tháng hài lòng với Canh Thân khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè. Nhờ vậy bạn cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích hỗ trợ chung từ họ. Vợ chồng đồng lòng đồng sức, luôn chia sẻ và thông cảm cho đối phương, nên không khí gia đình đầm ấm, con cái được nuôi dạy trong môi trường tốt. Sức khỏe của tuổi Canh Thân trong tháng mới được duy trì ở mức ổn định, công việc bận rộn, mãi mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu, đa phần Canh Thân ít có thời gian chăm sóc sức khỏe.
Do vậy bạn cần càng chú ý hơn tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể. Rất may là con giáp này luôn ý thức chăm sóc sức khỏe bất cứ khi nào có cơ hội. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, bạn vẫn chăm chỉ rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập vừa sức, nên thể trạng vẫn đang đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và làm việc thường ngày. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài, bạn sẽ có đủ sự sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của mình. Với những ai phải xuất hành đi công tác xa, cần hết sức thận trọng, nơi đất khách quê người, phải tự bảo vệ an toàn cho bản thân, chớ nên cả tin mà bị lừa lọc gây nguy hiểm cho mình. Tổng kết tử vi 4 tháng đầu năm 2024 và hướng hóa giải vận xui cho tuổi Canh Thân, sinh năm 1980 như sau. Nếu xem tử vi năm 2023, những chiêm nghiệm về dấu hiệu tăng trưởng còn khá mờ nhạt, thì đến năm 2024, tuổi Canh Thân sẽ cảm thấy rõ ràng hơn rất nhiều, đặc biệt là ở mức độ may mắn hay hanh thông của sự việc, hứa hẹn một năm đầy thành công rực rỡ, tài lộc dồi dào bất chấp thời cuộc, các yếu tố khách quan khác, có thể nói rằng, thời của Canh Thân đã đến, ví như gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ cần vững vàng tâm trí chăm chỉ và nỗ lực phấn đấu không ngừng, đương số sẽ đạt được mục tiêu đề ra. Năm Giáp Thìn tới, mang theo một số tin vui cho bản mệnh, công việc có tiến triển vượt bậc, được tăng lương hoặc thăng chức là điều dễ hiểu, kinh doanh buôn bán thuận lợi thậm chí hợp tác làm ăn lớn, mở rộng quy mô tiền bạc không ngừng đổ về túi, dẫu có lúc hao hụt nhưng là chi tiêu phù hợp, chi ra để đầu tư thu về lợi nhuận gấp nhiều lần âu cũng xứng đáng. Điều cần lưu ý, trong năm bản mệnh vẫn đang trong vòng tam tai, song mức độ ảnh hưởng của hạn này đã nhẹ hơn trước nhưng vẫn cần nâng cao cảnh giác. Không được khinh suất, kẻo vướng phải xui xẻo không đáng có, vì như đáng lẽ tài lộc kiếm được 10 phần thì lại bị mất 2-3 phần chẳng hạn. Lưu ý, tránh kết thúc việc quan trọng trong năm 2024, ví dụ như kết thúc một dự án lớn, hoàn thiện xây dựng nhà cửa, thay vào đó nên mở rộng và phát triển thêm sẽ ngày càng thuận lợi. Cách phòng tránh và hóa giải vận xui có thể gặp phải trong năm 2024 dành cho tuổi Canh Thân như sau. Mặc dù năm 2024 được đánh giá là năm cát lành, may mắn đối với người tuổi Canh Thân, nhưng không vì thế mà đương số hành sự bất cẩn. Vẫn có những khúc thăng trầm do ảnh hưởng của năm cuối tam tai, vì thế để phòng tránh và hóa giải xui xẻo từ vận này, Canh Thân nên làm những việc sau. 1. Cảnh tỉnh bản thân bằng lối sống khiêm tốn và chuyên cần. Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đời này, trong năm mà cát khí vượng, nhiều may mắn, thì đương số lại càng cần đề cao tính này. Luôn giữ vững tinh thần học hỏi, thắng không kiêu, bại không nản, tránh tình trạng ngạo mạn bằng gây khấn, hoặc coi khi người khác, kẻo vướng họa thị phi, tổn hao danh tiếng. Đồng thời nên nhớ rằng, tài lộc không tự nhiên mà sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, chăm chỉ làm việc, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 3. Có thể cúng dâng sao giải hạn dịp đầu năm mới. Nếu còn bận tâm về hạn tam tai hay một số hạn xấu trong năm 2024, tuổi Canh Thân có thể làm lễ cúng dâng sao giải hạn đầu năm, việc cúng bái cốt ở tùy tâm. Miễn sao ta thấy tâm bình an là được, không cần quá chú trọng mâm cao cỗ đầy, Canh Thân có thể thành tâm làm lễ, chỉ đừng sa đà quá vào mà thôi. Nên nhớ rằng, sức lao động là cái gốc, phong thủy hay cố lễ chỉ như nắng gió mưa thêm vào, chăm mà đủ nhiều, gốc to thân khỏe thì tự có tự thành thăng hoa, lười làm, lười nghĩ, gốc yếu thân cụt, tưới bao nhiêu nước, cải bao nhiêu phong thủy, đeo bao nhiêu thứ vào người, dâng cúng bao nhiêu lễ thì vẫn cứ là nguyên vẹn bần hàn xui xẻo mà thôi. Thưa quý anh chị, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi, trong công việc làm ăn kinh doanh cũng thế. Việc chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn thì kết quả thế nào cũng sẽ thăng hoa, thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại, nếu chọn sai đối tượng hợp tác thì sớm muộn gì cũng sẽ tự rước họa vào thân, chuyện phá sản chỉ còn là thời gian, tệ hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ. Sau đó nếu có kế hoạch hay dự án dù nhỏ, dù lớn gì đi chăng nữa, thì khi hợp tác làm ăn, anh chị cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn, anh chị tuổi Canh Thân nên kết hợp làm ăn với tuổi nào để công việc làm ăn thêm phần hanh thông thuận lợi? Tuổi Tý và tuổi Thân. Tý và Thân cũng dễ dàng hòa hợp với nhau trên phương diện làm ăn kinh doanh,
thân sáng tạo và có con mắt nhìn xa trông rộng, sẽ là người đứng đầu tổ chức công việc, lập kế hoạch cho những bước đi vững chắc, ý quyết đoán giỏi ứng biến với nhiều tình huống, sự cố bất ngờ xảy ra. Tuổi Sửu và tuổi Thân. Sửu và Thân là hai người có tính cách hoàn toàn khác biệt, nhưng may mắn sự khác biệt ấy lại là cầu nối, giúp họ xây dựng một mối quan hệ lâu dài gắn bó. Tuy nhiên cặp đôi này lại có thể tìm thấy tiếng nói chung trên phương diện hợp tác làm ăn. Tuổi Sửu chăm chỉ cần mẫn và kiên trì với mục tiêu cố định, điều đó có vẻ làm Thân khó chịu khi họ nhanh nhẹn tháo vát và có thể thay đổi mục tiêu bất cứ lúc nào. Tuổi Dần và Thân. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ của Dần và Thân cũng khó có thể duy trì lâu dài. Những người tuổi Dần cần sự ảnh hưởng sâu sắc của tiền bạc, địa vị và uy quyền. Họ sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu đến khi đạt được những điều mà mình mong muốn. Còn Thân lại thích hưởng thụ hơn là lao động vất vả. Khi gặp khó khăn họ dễ chán nản và chạy theo những điều mới mẻ hấp dẫn khác. Tuổi Mão và tuổi Thân. Mão và Thân đều cảm nhận được sự thu hút hấp dẫn của đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Mối quan hệ của họ nhanh chóng phát triển và ngày càng trở nên gắn bó thân thiết. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này chỉ thực sự hiệu quả nếu như Mão và Thân đảm nhiệm được đúng vai trò vị trí của mình. Canh Thân nên là người lãnh đạo chỉ huy, phải lập ra kế hoạch rõ ràng, còn Mão sẽ là cánh tay phải đắc lực, giúp đỡ Thân hoàn thành công việc. Tuổi Thìn và tuổi Thân. Thìn và Thân đều là hai tuổi có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp, gặp gỡ và xây dựng nhiều mối quan hệ mới. Thìn và Thân là cặp đôi khá lý tưởng nếu họ trở thành đối tác làm ăn của nhau. Những công việc khó khăn nguy hiểm sẽ không khiến cho họ sợ hãi bỏ cuộc, bởi Thân ưa mạo hiểm, còn Thìn sẽ sẵn sàng đối mặt với khó khăn. Tuổi Tỵ và tuổi Thân. Tỵ và Thân cuốn hút nhau bởi họ có chung sở thích và đam mê, tuy nhiên mối quan hệ này nhanh chóng bị nguội lạnh, bởi Tỵ khi yêu có tính sở hữu cao, còn Thân lại muốn được tự do thoải mái. Sự hợp tác của Tỵ và Thân trong công việc làm ăn sẽ đem lại nhiều hiệu quả, thành công, nhưng mâu thuẫn vẫn có thể xảy ra. Nếu như Thân quá đề cao vai trò của mình, hơn nữa Tỵ cũng là người rất tự tin, không muốn thua kém ai, hai tuổi này đều muốn mình là người đứng đầu lãnh đạo công việc. Tuổi Thân và tuổi Ngọ. Thân và Ngọ có nhiều điểm tương đồng với tính cách và sở thích, vì vậy tình yêu của họ cũng thuận lợi hòa hợp và suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ này xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ rất khó làm hòa với nhau, họ dễ buông xuôi và theo đuổi một cuộc tình mới lãng mạn, vui vẻ hơn. Thân và Ngọ đều thích tự do và bị cuốn hút bởi những thứ mới mẻ, độc đáo. Họ có thể hợp tác làm ăn với nhau, nhưng mối quan hệ này sẽ không đạt được hiệu quả cao. Nếu gặp phải khó khăn, Thân và Ngọ đều có xu hướng chán nản, thay đổi mục tiêu. Tuổi Mùi và Thân. Mùi và Thân dù có tính cách về nhiều quan điểm trái ngược nhau, nhưng họ lại có thể cùng xây dựng mối quan hệ hòa hợp, gắn bó lâu dài, bởi Mùi hiền lành và biết nhường nhịn, sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của tuổi Thân. Ngược lại, nếu hai tuổi này hợp tác làm ăn kinh doanh với nhau, sẽ có những mâu thuẫn bất đồng xảy ra. Mùi nghiêm túc tập trung cho công việc, trong khi Thân lại tỏ ra thờ ơ với những kế hoạch của Mùi. Mối quan hệ này thường xuyên trải qua nhiều căng thẳng và khó có thể gắn bó lâu dài. Tuổi Thân và tuổi Thân. Tuổi Canh Thân không bao giờ chịu thua kém một ai, họ thích lãnh đạo và đứng trên người khác. Nếu hai tuổi Thân hợp tác làm ăn với nhau, mối quan hệ này sẽ nhanh chóng bị đổ vỡ bởi những mâu thuẫn gay gắt thường xuyên xảy ra. Tuổi Dậu và tuổi Thân. Sẽ êm đẹp hơn nếu như Dậu và Thân trở thành đối tác làm ăn của nhau. Thân sẽ là người lãnh đạo tiên phong trong công việc, còn Dậu sẽ luôn là hậu phương vững chắc ủng hộ, giúp cho Thân thành công trong sự nghiệp. Sự hợp tác này mang lại nhiều hiệu quả, họ có thể thành lập một công ty riêng cho mình. Tuổi Tuất và tuổi Thân. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, tuổi Tuất sẽ mang đến nhiều may mắn thuận lợi cho sự nghiệp của tuổi Thân. Thân dù đôi lúc cố chấp bảo thủ cũng phải cúi đầu ngả mũ trước sự thuyết phục lý lẽ của tuổi Tuất. Hai tuổi này bổ sung hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Tuổi Hợi và tuổi Thân. Sự kết hợp của hai tuổi này sẽ mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực làm ăn buôn bán. Họ có cùng chung lý tưởng, mục tiêu phấn đấu, vì mối quan hệ này sẽ trở nên hòa hợp gắn bó lâu dài. Sự chăm chỉ thật thà của Hợi luôn khiến cho Canh Thân tin tưởng và hài lòng. Hy vọng rằng quý vị sẽ có sự lựa chọn đúng đắn nhất cho công việc làm ăn của mình, thêm phần hanh thông thuận lợi. Quý vị thân mến, cuộc sống tự như một dòng sông xinh đẹp không ngừng chảy, và trên hành trình dài của cuộc đời này, bạn còn nhớ một người thực sự hiểu mình hay không? Trong lòng mỗi người đều có một thế giới nhỏ bé để niềm vui, khổ đau, sự bối rối và mong đợi của riêng mình. Khi gặp khó khăn, ta mong có ai đó có thể lắng nghe nỗi thống khổ của mình và nhẹ nhàng tìm ra giải pháp khi khó khăn. Ta hy vọng có ai đó có thể giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn, cho ta dũng khí và sự tin tưởng.
Có người nói, điều khó khăn nhất trong cuộc đời chính là thấu hiểu những sự tình mà chúng ta đã trải qua. Cảm thụ của chúng ta là rất phức tạp và đặc biệt. Nhiều khi chúng ta không thể diễn đạt rõ ràng bằng lời, chứ đừng nói đến việc mong người khác hiểu được tâm tình của chính mình. Nếu như duyên phận chưa tới, thì cho dù đi khắp trăm sông ngàn núi, cuối cùng cũng không thấy bóng dáng. Nếu như hữu duyên, thì dù cho bạn không làm gì, người kia cũng sẽ tự nhiên xuất hiện. Người ta thường hỏi, hạnh phúc lớn nhất trong đời là gì? Theo tôi, hạnh phúc lớn nhất trong đời chính là có được một người thật sự hiểu mình. Khi giao tiếp với đối phương, người ấy thường có hiểu chính xác lời của bạn và hiểu được điều mà bạn muốn diễn đạt. Đôi khi bạn có thể không cần phải nói quá nhiều, thì người ấy đã có thể cảm nhận được cảm xúc của bạn và đồng cảm với bạn. Trong những khoảnh khắc này, bạn sẽ không cảm thấy cô đơn và bất lực bởi vì có người nghe được thanh âm của bạn. Chỉ những người thực sự hiểu bạn mới có thể hiểu được những khó xử của bạn. Cuộc sống giống như một đại dương biển động sóng trào, và đôi khi bạn sẽ gặp phải các dạng bài khó khăn và thử thách. Những lúc này bạn không được thể hiện ở trong lời nói, mà còn phản ánh nhiều hơn ở trong hành động. Cho dù nhu cầu của bạn là gì, họ sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của bạn và mang đến cho bạn sự giúp đỡ và an ủi thực sự. Trong cuộc sống, đôi khi bạn cảm thấy cô độc và những người xung quanh dường như không thể hiểu được bạn, nhưng có một người hiểu bạn, người có thể luôn dõi theo bạn và mang đến cho bạn thật nhiều hơi ấm. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy chán nản, người ấy đều quan tâm chăm sóc cho bạn và muốn hiểu bạn hơn, để bạn không còn cảm thấy cô độc nữa. Kiểu đồng hành này khiến bạn cảm thấy như mình không còn là một hòn đảo nữa, và có ai đó đã cùng bạn bước đi trong cuộc đời. Hạnh phúc lớn nhất trong đời là có được một người thực sự hiểu mình. Ở người này bạn có thể tìm thấy ngôi nhà tinh thần của mình, cảm nhận được sự chân thành và ấm áp. Cho dù bạn gặp khó khăn gì, người ấy cũng sẽ luôn giúp đỡ và ủng hộ bạn, cho bạn thêm niềm tin để tiến lên phía trước. Hãy trân trọng những người thực sự hiểu bạn, họ là tài phú quý báu nhất trong cuộc đời. Người ấy chính là tri kỷ của bạn, người ấy cùng bạn trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, cảm nhận những thống khổ cùng trắc trở nơi thế gian và chương ngọt sẻ bùi cùng nhau. Vì vậy, hãy biết ơn những người xung quanh thực sự hiểu bạn, đồng thời cố gắng trở thành người thực sự hiểu được người khác, mang đến cho họ sức mạnh và sự ủng hộ. Bởi vì khi bạn hiểu được người khác, thế giới của bạn sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.